Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay tối thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có hai phần, phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 2, phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Với sự lựa chọn con đường võ bị, lý do mà ông Nguyễn Hữu Luyện vào lính, chọn là lính biệt kích dù và những công tác binh nghiệp đầu tiên. Cái việc mà thương vào trường võ bị, tức là sau đó ông đã tốt nghiệp trung học rồi phải không? Vâng. Nhưng mà cái mà khi mà ông ở trong trường trung học, ngoài cái vấn đề mà khó khăn về tài sánh với lại khó khăn về những chuyện khác, thì cái cuộc sinh hoạt bình thường ở trong trung học của ông như thế nào ạ? Lúc bây giờ thì ông biết thì các cụ nói cái tình cảnh chị dâu em chồng là có nhiều chuyện lôi thôi lắm. Thế mà tôi thì cha mẹ chết thì chị dâu lúc giờ cũng thay quyền như người mẹ trong gia đình rồi. Anh có, nhưng mà bà chị dâu của tôi thì lại không phải là người có gia giáo. Sống bên ngoài thì nó có những xa hoa của những người ăn chơi bông anh tôi, nó có như con chim sổ lồng đó. Ra khi còn cha mẹ thì bị gò bó, khi cha mẹ chết rồi ông lại làm có tiền. Ở cái thời của ông anh tôi đó, đỗ được cái bằng diploma là ghê gớm lắm rồi. Thì ra ông ra trường rồi vào trường quan thuế, sĩ quan quan thuế mới làm ngành đoàn đồ ăn thì lấy được nhiều tiền. Thành ra đời sống vật chất thì khá giả, nhưng mà ông không có thời giờ để trông nom đến các em. Tôi để là con út. Thế mới ông anh tôi cứ lớn lên một tí thì xung quân đột trong gia đình lại phải bỏ ra ngoài. Chứ tôi là đi ra ngoài sau cùng là tôi phải chôn vào trường võ bị. Nhưng nếu tôi còn gia đình mà êm thắm thì tôi nghĩ tôi còn có thể đi học được. Nhưng mà gia đình nó có nhiều cái chuyện tang thương lắm. Như vậy tức là cái chuyện mà nó vào đường võ bị đối với ông gần như là một sự chọn lựa duy nhất để mà mình có thể thoát ra, không ạ? Đúng như thế. Lúc bây giờ ở cái tuổi lớn lên không biết chọn nghề nghiệp ở đâu cả, thì có những cái khóa nó tuyển người vào trường võ bị Đà Lạt ấy, thì thấy những người đi trước và ra về cũng có sự nghiệp rồi, cũng có một đời sống nó được tốt đẹp. Thành ra cái chọn lựa đầu tiên của tôi là đi theo vào cái thời thế đó, tôi cũng tình nguyện vào trường võ bị. Cái đó là coi như là cái chuyện mà mình có sự lựa chọn hay không là một. Với lại nếu mà lúc đó có sự lựa chọn, chẳng hạn ông nhìn qua thế giới xung quanh đang giữa loạn lạc, với lại những cái thấy cái mơ ước của ông, nếu mà ông không vào trường võ bị thì ông như thế nào? Sự thật là khi cha mẹ chết rồi thì còn mơ ước gì nữa đâu. Làm thế nào để giữ được cuộc sống mình cho nó ổn thỏa thôi. Thành ra đi vào trường võ bị là cái sự lựa chọn duy nhất, nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Học lên nữa cũng không được. Thành ra đấy là con đường mà mình phải đi. Ông có nghĩ là mình có một cái thiên khiếu đặc biệt gì khi mà vào trong cái trường võ bị, và ông có biết là trước khi vô trường võ bị, ông có nghĩ là sau khi trường võ bị thì mình sẽ như thế nào? Ông có đoán được lấy cuộc sống của mình nó về sau, mình có định được tương đối đúng theo cái sự suy nghĩ của mình không ạ? Sự thật ra khi còn trẻ đó, cái sự suy nghĩ nó không có được sâu xa. Từ vào trường võ bị là để giải quyết cái đời sống của mình. Chứ sự thật nói là đi vào quân đội để yêu nước để làm gì thì thật sự là tôi không có. Và tôi nghĩ nhiều người trong cái lứa tuổi của tôi lúc bây giờ cũng không có một cái định hướng về tương lai như thế nào rõ ràng. Vì trong cái xã hội thời chiến, tất cả mọi ngõ ngách đều bị khép kín hết. Con đường duy nhất là đi vào trường võ bị. Nếu không tình nguyện vào thì cũng bị gọi thôi. Nhưng mà những cái huấn luyện mà khi mà mình học, ông có chú tâm vào đặc biệt vào một cái khoa kỹ thuật nào, hoặc là một cái khía cạnh nào của, mà ông nghĩ là về sau, hay là cái binh chủng nhà dù nó đã ám ảnh ông ngay trong suốt thời gian đi học? Khi mà bắt đầu vào trường võ bị đó, thì tôi cũng cảm có một cái thích thú về cái binh nghiệp của mình. Cho nên khi ra trường thì lúc như thời chiến thì hầu hết thích chọn những cái ngành nó có tính cách là không phải ra chiến trường. Nhưng mà riêng tôi thì tôi lại chọn vào cái ngành nhảy dù. Vì hồi đó là ai cũng thích chọn như là công binh hay là những cái ngành về không phải đi chiến đấu. Nhưng mà tôi thì tôi lại thích, vì khi tôi còn đang đi học, tôi thích đi qua những khu của lính nhảy dù người Pháp đó. Tôi tự nhiên tôi có một cái ngưỡng mộ về cái cuộc sống của những người lính nhảy dù. Thành ra khi tôi ra trường thì hỏi cho là tôi chọn cái binh chủng nào, thì cái đồng nhà đầu tiên tôi gọi là binh chủng nhảy dù. Riêng đối với cá nhân ông thì khi mà ông tốt nghiệp rồi thì cái công tác đầu tiên của ông là công tác gì ạ?
Tôi về nhảy dù thì tôi nhận lãnh cái trách nhiệm làm trung đội trưởng một trung đội tác chiến. Thế thì sinh hoạt hàng ngày là huấn luyện. Tại vì hồi đó nhảy dù Pháp mới trao trả lại cho Việt Nam, thì cũng tất cả mọi các sĩ quan từ hồi đó còn thành lập một cái liên đoàn, thì từ liên đoàn trở xuống, tất cả mọi cái sĩ quan Việt Nam bắt đầu đảm nhiệm cái trách nhiệm. Thì tôi thấy rằng còn dò dẫn bước đi, rồi vừa huấn luyện vừa củng cố cái tổ chức của quân đội, thành ra công việc nó cũng không có gì nặng nhọc, nhưng nó có nhiều thay đổi. Thì cái toán người mà ở lại huấn luyện như ông có đông không ạ? Khóa của tôi có 300 người, thì hồi đó nó phân tán đi tất cả các binh chủng, thì về nhảy dù còn được hơn 20 người. Thì rồi tất cả mọi người đều lãnh cái trách nhiệm làm trung đội trưởng. Hồi đó, hồi tôi mới ra trường thì đại đội trưởng có khi còn là người Pháp. Thế rồi dần dần nó trao trả lại cho Việt Nam, rồi cứ thế theo cái nền nếp cũ mà phát triển lên, thì binh chủng nhảy dù được huấn luyện với được trang bị tương đối là tốt đẹp, với lại các sĩ quan ở đấy vì sĩ quan thì đầy đủ, thành ra cái tổ chức các đơn vị nó được có nền nếp và có kỷ luật rất là tốt đẹp. Ông ra như vậy thì cái người đầu tiên, người phục vụ mà Việt Nam mình hay gọi là sếp, tức là thượng cấp của ông là ai ạ? Hồi đó tôi ra trường về, tôi còn nhớ là binh chủng nhảy dù Việt Nam đầu tiên là ông Đỗ Cao Chí. Rồi một thời gian thì ông Đỗ Cao Chí có những chuyện gì ở trên phủ tổng thống biết thì văng đi đâu không biết, thì ông Nguyễn Chánh Thi về. Đó, rồi sau ông Nguyễn Chánh Thi thì là đến ai, tôi nhảy dù một thời gian thì tôi lại đi ra bộ binh. Thì cái đây tư lệnh đầu tiên của tôi là ông Đỗ Cao Chí. Thì khi mà tôi về nhảy dù, tôi về tiểu đoàn 6 nhảy dù, nó còn là mang danh là tiểu đoàn 6 nhảy dù Việt Nam. Thì ông Đỗ Cao Chí làm tiểu đoàn trưởng. Sau đó thì Pháp nó giao trả cái liên đoàn nhảy dù cho Việt Nam, thì ông Đỗ Cao Chí lên làm chỉ huy trưởng cái liên đoàn nhảy dù. Đó, thì sau đó thì đến là ông Nguyễn Chánh Thi, đây đại khái như thế, bây giờ tôi không còn nhớ nhiều. Thế thì cái ấn tượng của ông về ông Chí với lại ông Thi là như thế nào? Ông Chí thì ông có về Pháp nhiều hơn. Ông ấy là người chịu ảnh hưởng của chế độ Pháp rất là nhiều, nhưng mà ông là một người có tinh thần ái quốc, có biết hiểu biết cái giá trị của Việt Nam. Ông ấy, trong số các sĩ quan cao cấp thì ông Chí là một trong những người mà rất xứng đáng. Để đến ông Nguyễn Chánh Thi thì ông ấy ở bên ngựa cơm lâm quân sang, ông cũng là một người chỉ huy rất là thẳng thắn, rất là đáng tin cậy. Sau ông Thi lại ạ? Sau ông Thi thì tôi lại đi ra bộ binh. Một thời gian tôi cũng trôi nổi đi ra các đơn vị bộ binh. Thành ra tôi cũng không nhớ những cái chuyện nhảy dù nữa. Hôm nay nói chuyện với ông, những cái tôi cũng không hiểu là những lời câu trả lời của tôi nó có chính xác hay không. Là vì lâu lắm tôi không có lục trí nhớ của mình để nói chuyện quá khứ. Tôi nằm yên một chỗ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài và cũng không có tiếp xúc với ai cả. Thành ra hôm nay gặp ông mà được hỏi những câu này tôi trả lời có lẽ nó không được trôi chảy lắm. Là vì bây giờ trí nhớ của tôi thì nó ngay cả chuyện trong nhà lúc nhớ lúc quên nó kỳ lắm. Có lúc mà tôi không biết mình là ai nữa. Và bây giờ thì lại mệt mỏi tôi nằm một chỗ. Hôm nay được ông đến thăm cũng là cái chuyện tôi không ngờ. Bởi vì tôi nghĩ rằng lúc này là tôi chỉ nằm im chờ chết thôi. Không có tiếp xúc với ai, không có giao tình với ai, không có trả lời phỏng vấn, không có một ý bất cứ gì mấy năm nay rồi. Hôm nay là ông đem lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Và tôi nghĩ rằng cái cách trả lời của tôi nó cũng không có được trôi chảy gọn gàng lắm đâu. Tại vì bây giờ những cái chuyện mà ông hỏi tuy rằng nó không có gì sâu xa, nhưng mà nó cũng gọi được trí nhớ mà tôi bây giờ lúc nhớ lúc quên kỳ lắm. Dạ vâng, không sao, cái chuyện mà nhớ quên, ông cứ nói tất cả những cái gì mình nhớ thì nói theo trí nhớ của mình. Nói theo trí nhớ của mình tức là cái điều lúc nào cũng là đúng nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.